Kiếm Rồng từng được thông báo là bộ phim cuối cùng của Thành Long. Nhưng sau đó anh đã quay xe và đóng thêm vài bộ phim nữa. Dù sao vẫn phải công nhận đây là một bộ phim hay và đáng xem. Phim kể về cuộc xung đột giữa những dũng sĩ La Mã hùng mạnh và thế lực khét tiếng nhất triều Hán bấy giờ là Tây Vực Đô Đốc Phủ trên con đường tơ lụa lịch sử. Nghe thật hấp dẫn đúng không nào? Không để các bạn chờ lâu nữa, bọn mình là cùng phim review, cùng bắt đầu thôi. Chuyện xảy ra vào những năm Tây Hán thời Hán Tuyên Đế. Ở vùng Tây Vực xa xôi, nơi đây có con đường tơ lụa cùng với 36 quốc gia nhỏ. Bởi vậy mỗi ngày các nước đều xảy ra va chạm. Hán Tuyên Đế lập nên một nơi mang tên Tây Vực Đô Hộ Phủ. Trách nhiệm chính của phủ là giải quyết mâu thuẫn và phân tranh giữa các nước với nhau, ngăn chặn sự xâm lược của các thế lực bên ngoài. Người đứng đầu tên là Hoắc An. Hôm đó họ phát hiện có hai đội quân đang phát động chiến tranh. Sau khi điều tra họ biết được, đội quân áo trắng là tộc Bạch Nhung, còn đội áo đen là người Nam Hung An. Bọn họ tiến hành tỉ thí, dựa theo quy tắc trên thảo nguyên. Người chưa động thủ thì chim đại bàng đã xuất chiêu. Người và ngựa của người tộc Bạch Nhung ngã rồi. Hoàng tử Nam Hung thân thể cường tráng, nam tử Bạch Nhung rất nhanh bị đánh bại. Nhưng anh ta không phục, mắng cho công chúa Nam Hung một trận. Công chúa tức quá hóa giận, lập tức cưỡi ngựa xông về phía đối phương. Công chúa vẫn chưa nguôi ngoai, dùng lưỡi dao trên ủng cào rách mặt hắn ta. Chính vào lúc muốn giết hắn, thì Hoắc An mặc áo giáp đỡ giúp hắn đòn chí mạng. Trên thảo nguyên có bất cứ chuyện gì, đô hộ phủ chúng tôi đều có trách nhiệm giải quyết. Công chúa vẫn giận đùng đùng, không chịu nghe Hoắc An giảng giải. Hoắc An vô tình xuất chiêu mãnh hổ vồ sôi, anh giỏi đấy. Công chúa bảo Hoắc An rút dao ra, chiến đấu sống còn với cô ta. Hoắc An không bắt nạt phụ nữ, nên chỉ phòng ngự mà không tiến công. Kết quả khiến vải che mặt của công chúa rơi xuống đất. Dựa theo tục lệ của người Nam Hung, ai tháo vải che mặt của phụ nữ, người đó chính là chồng của cô ta. Hoắc An không hề biết chuyện này, chạy đến lều của họ đòi trả khăn. Công chúa Lãnh Nguyệt chủ động hiến dâng tấm thân trong trắng. Hoắc An thấy vậy sợ hãi bỏ chạy, thế là Lãnh Nguyệt ngơ luôn. Trên đường về nhà, mọi người cũng đang cười nhạo Hoắc An. Hoắc An thực ra sớm đã có gia đình rồi. Vợ anh dạy chữ Hán và tuyên truyền hòa bình cho bọn trẻ con của các dân tộc trong thành. Tối đến, thuộc hạ Ân Phá tìm đến Hoắc An, nói với anh ta đô hộ phủ xảy ra chuyện lớn rồi. Quân của phủ Thái thú tìm được 4 dương vàng quốc gia trong hang đá. Bên trong còn có con dấu của đô hộ phủ. Hoắc An cùng với đô hộ phủ dám tham nhũng tài sản quốc gia. Phủ Thái thú hoài nghi đô hộ phủ vận chuyển vàng trái phép. Toàn bộ người có liên quan bị đẩy đến nhạn môn quan sửa thành trì. Hoắc An là người bình tĩnh nhất, tin tưởng chuyện này chắc chắn sẽ có ngày được sáng tỏ. Bọn họ vừa định đến nhạn môn quan cúng bái Hoắc tướng quân. Hoắc tướng quân tôi nói đến chính là Hoắc Khứ Bệnh. Người của đô hộ phủ đều là người được Hoắc tướng quân đưa về từ nhạn môn quan. Nhạn môn quan đang giam giữ tội phạm của 36 quốc gia. Công việc chủ yếu của họ chính là xây thành đắp lũy. Do vậy tình hình ở đây rất phức tạp. Việc đầu tiên Hoắc An làm khi đến đây chính là khấu đầu trước chiếc áo giáp của Hoắc tướng quân. Lúc này một viên đá to rơi xuống, gây ra sự cố nghiêm trọng. Hoắc An nhanh chóng lệnh cho thuộc hạ đi cứu người. Các bộ lạc đều đổ lỗi cho nhau, sau đó lao vào hỗn chiến. Đô hộ phủ mới chân ướt chân ráo đến nên không làm gì được. Cuối cùng người của hiệu úy phải ra tay mới ngăn được trận hỗn chiến này. Người đứng đầu nhạn môn quan không phục Hoắc An, muốn cho anh ấy một bài học. Ở bên này, một đội chiến mã đang chạy đến nhạn môn quan. Hoắc An chưa từng gặp họ bao giờ, bởi họ không thuộc 36 nước Tây vực. Thủ lĩnh nhạn môn quan muốn dẫn binh ra nghênh chiến, ra lệnh cho binh lính bắn cung. Thủ lĩnh đối phương lập tức mệnh lệnh rút lui. Thủ lĩnh nhạn môn quan thừa thắng xông lên, Hoắc An ngăn anh ta lại. Bọn họ rút lui rất có hàng lối, đang muốn dẫn dụ chúng ta mở cổng thành. Nhưng hắn ta không thèm nghe, dẫn theo thuộc hạ đuổi theo truy sát. Quả nhiên như Hoắc An nói, trong sa mạc có rất nhiều bẫy. Cả đội quân mà thủ lĩnh dẫn đi đã bị mai phục. Hoắc An thấy vậy thì tiếp quản vị trí thủ lĩnh nhạn môn quan, chỉ huy những người khác giữ thành. Tiếng trống vang lên khắp nơi, hơn nữa cờ trên nóc thành đã dựng lên, vô cùng hoành tráng, binh lính vào vị trí. Thủ lĩnh quân địch thấy kỷ luật trong thành nghiêm minh, lập tức ra lệnh dừng tấn công. Hoắc An nhân cơ hội đưa người đi phản công. Thủ lĩnh quân địch nói với Hoắc An, mình là tướng quân Lucius, là người của đế quốc La Mã, quân đoàn Hắc Ưng. Hoắc An không muốn khai chiến. Chỉ cần Lucius chịu thả thủ lĩnh nhạn môn quan ra, thì sẽ cho bọn họ rời khỏi đây. Nhưng Lucius kiên quyết muốn vào thành, Hoắc An đành phải rút kiếm ra, giao chiến với Lucius. Lucius dùng sức tấn công Hoắc An. Nhân lúc Hoắc An ngã, hắn chém một nhát xuống. Hoắc An bị đối thủ đánh cho không có sức chống trả. Nhưng dần dần khi đã quen với chiêu thức tấn công của hắn, Hoắc An đã chiếm thế thượng phong. Cây kiếm có gắn roi ra ở chuôi, có thể tấn công cùng lúc. Nó chuyên dùng để khắc chế những vũ khí dài. Hai người đánh nhau ngày càng máu lửa. Nhưng lúc này phía xa có một trận bão cát đang tấn công tới. Hai người bắt buộc phải đình chiến. Hoắc An bảo Lucius giao vũ khí ra thì sẽ cho hắn ta vào thành. Vì muốn thể hiện thành ý, Hoắc An cũng ném cây kiếm trong tay mình đi. Lucius đồng ý. Anh ta cần Hoắc An cung cấp lương thực cho mình. Anh ta cần cứu một đứa trẻ trên xe. Thân phận của đứa bé này là hoàng tử La Mã. Vốn dĩ là người thừa kế được quốc vương La Mã chỉ định. Nhưng bị anh trai Tiberius hại đến mức bị mù hai mắt. Tiberius cũng chính là kẻ đã giết hại quốc vương. Lucius thân là thị vệ thân cận của tiểu hoàng tử. Thề chết sẽ bảo vệ hoàng tử thoát khỏi đó. Không còn cách nào khác mới lựa chọn tấn công nhạn môn quan.
Thủ lĩnh Nhạn Môn Quan bất ngờ nhận lệnh, thái thú cho họ 15 ngày để sửa chữa xong Nhạn Môn Quan, nếu không tất cả đều bị xử trảm. Cho dù tất cả mọi người ở Nhạn Môn Quan hợp sức lại làm suốt ngày đêm, thì cũng cần nửa năm mới có thể hoàn thành. Đây quả thực là một chuyện không tưởng. Lucius đồng ý giúp đỡ Hoắc An sửa thành. Hơn nữa trong vòng 15 ngày chắc chắn sẽ hoàn công. Có một điều kiện tiên quyết chính là tìm một người dẫn đường cho phó tướng của anh ta đi đến An Tức Quốc. Khả năng xây dựng của người La Mã quả nhiên tiến bộ. Dụng cụ cũng rất đa dạng. Bọn họ bắn mũi tên có gắn thước đo ra xa, trúng vào cột gỗ đối diện, đo được khoảng cách giữa các bức tường. Tiếp đó dùng cục chỉ đo được độ cao của tường thành. Cuối cùng dùng công thức tiến hành tính toán. Cách dùng gỗ để vận chuyển đá tảng đã lạc hậu rồi. Người La Mã dùng chiếc khiên làm thành xe đẩy, vừa đỡ tốn sức lại tiện lợi. Dùng thanh sắt ghép lại với nhau làm thành thùng sắt để vận chuyển đá. 36 nước cũng hỗ trợ lẫn nhau. Mọi người cùng có chung ý chí, một lòng muốn sửa thành. Khi Hoắc An rảnh rỗi, anh cùng thuộc hạ luyện võ. Người của 36 nước đứng ngoài xem. Lucius tướng quân cũng chỉ đạo binh sĩ La Mã tập luyện. Khí thế và phương pháp bày binh bố trận tác chiến của họ rất nhanh thu hút được sự chú ý của mọi người. Hoắc An quyết định cùng họ quyết đấu một trận. Đây cũng là cuộc chiến giữa hai nền văn hóa. 36 nước cũng thi nhau đặt cược. Lucius trước tiên cử một anh lính bộ binh. Anh lính bộ binh hai tay cầm hai cây gậy ngắn, đô hộ phủ dùng gậy dài ứng chiến và thắng được trận đầu tiên. Vòng thứ hai, Lucius lại cử một anh lính bộ binh. Anh ta mặc áo giáp sắt, tay cầm khiên và gậy gỗ. Chiếc khiên vừa có thể tấn công vừa có thể phòng thủ, cộng thêm chiếc gậy gỗ linh hoạt. Lần này đô hộ phủ bại trận. Sau khi mọi người cùng đồng tâm hiệp lực, Nhạn Môn Quan chỉ trong 15 ngày đã sửa xong. Sau khi xong xuôi, mọi người cùng nhau tụ tập ca hát, vô cùng vui vẻ. Hoắc An hát cho 36 nước và người La Mã nghe bài hát dân tộc Hán. Nguyện thế giới vĩnh viễn không có chiến tranh. Tiểu hoàng tử cũng muốn biểu diễn một bài. Chiến binh La Mã cũng muốn hợp sướng. Bài hát của họ xuất phát từ tấm lòng tận trung với tổ quốc và tinh thần không khuất phục của người La Mã. Bọn họ vì muốn bảo vệ hoàng tử, đất nước của mình cũng không thể về, chỉ có thể trốn đến đây. Tiếng hát của chiến binh La Mã khiến mọi người phải kính cẩn nghiêng mình. Nhưng cảnh đẹp không kéo dài lâu. Người huynh đệ đi An Tức Quốc đã về rồi. Bọn họ nhìn thấy trên đường, Tiberius dẫn 10 vạn đại quân đi về hướng cổng thành Nhạn Môn. Lucius không muốn Hoắc An can thiệp vào chuyện riêng của mình, anh ta muốn tự đối diện. Nhưng Hoắc An cho rằng bọn chúng dẫn theo 10 vạn đại binh, chắc chắn không phải chỉ đơn giản nhằm mục đích giết hoàng tử. Anh ta đoán chắc Tiberius và thái thú chắc chắn đã liên thủ. Đô hộ phụ có trách nhiệm bảo vệ an toàn của con đường tơ lụa. Anh ấy muốn đi đến chỗ Ân Phá mượn binh ngăn chặn Tiberius. Hoàng tử ban cho Hoắc An một con dao vàng, phong anh là thủ trưởng của quân đội La Mã. Hoắc An mang theo hy vọng của hoàng tử quay về mượn binh. Nhưng không ngờ Ân Phá đã phản bội đô hộ phủ, hắn giờ làm chó săn của Tiberius. Điều kiện của hắn là nhận được thái thú lệnh. Ân Phá giả vờ chi viện, sau đó bắt hết tất cả người La Mã ở Nhạn Môn Quan lại. Đô hộ phủ còn bắt cả vợ con Hoắc An đi. Hoắc An kịp thời có mặt cứu vợ mình. Đối diện với những người từng là chiến hữu, Hoắc An không muốn giết họ, chỉ muốn đánh gục họ thôi. Nhưng lại có một đội người chạy đến. Hoắc An còn phải bảo vệ vợ, không có sức chống lại địch. Lúc này Lãnh Nguyệt đưa người đến giúp đỡ Hoắc An. Người nam hung ai nấy đều bắn cung rất giỏi, chặn đứng đội quân của đô hộ phủ. Nhưng vợ Hoắc An vì cứu con nên đã chết dưới mũi tên tẩm độc. Hoàng tử vì không muốn bị anh trai bắt nên đã nhảy xuống dưới. Tiberius nói cho Lucius chân tướng sự việc. Hắn ta chính là cố ý thả hoàng tử đi. Như vậy hắn sẽ có lý do để điều động toàn lực truy sát hai người. Mục đích thật sự chính là khống chế con đường tơ lụa. Tiberius muốn 36 nước Tây vực đều phải phục tùng mình. Người không phục tùng sẽ phải chịu hình phạt tàn bạo nhất. Vừa mới lấy công cụ hành hình ra, 36 quốc gia Tây vực đều đầu hàng hắn ta. Tiberius ra lệnh cho Nhạn Môn Quan giao Hoắc An ra. Hắn sẽ cho họ một khoản thù lao kếch xù. Ai dám chống đối sẽ giết không tha. 36 nước hoàn toàn quên sạch những ngày tháng họ từng đồng tâm hiệp lực sửa thành. Bọn họ muốn lấy tiền về quê, không muốn chống lại người La Mã nữa. Chân lý hoàn toàn không thể khiến con người thỏa mãn. Hoắc An dùng tính mạng của bản thân mình để thỏa mãn mọi người. Lời của Hoắc An thuyết phục được thủ lĩnh Nhạn Môn Quan. Thủ lĩnh muốn liều mạng với người La Mã. Bọn họ tương kế tự kế áp giải Hoắc An ra cổng thành, sau đó cứu những người La Mã bị nhốt ra. Tiếp theo dùng kế ly gián, khiến cho Tiberius và Ân Phá phản bạn thành thù. Sau khi Tiberius nhận ra mọi chuyện thì lập tức phái người đi vây bắt Hoắc An. Hoắc An gặp lại Lucius, hai mắt của anh ta đã bị đâm mù. Vì không muốn để anh ấy chết trong đau đớn, Hoắc An đã kết thúc cuộc đời Lucius. Một đội bộ binh tay cầm khiên tấn công đến. Bọn họ trước tiên bắn tên khiến đội Hoắc An ngã nhào, sau đó đâm chết bọn họ. Hoắc An bị ép phải rút lui dần. Anh nghĩ ra cách dùng đá phản công, nhưng đây chỉ là biện pháp tạm thời. Cuối cùng Hoắc An nhớ đến cách thức vận chuyển đá bằng khiên của người La Mã. Dùng khiên và vũ khí, hợp thành một cỗ xe chiến đấu xuyên qua vòng vây của địch. Nhưng ngoài thành còn hơn 10 vạn đại quân La Mã đang chờ họ. Bọn họ chỉ còn lại vài người không còn sức chống cự. Lúc này một bầy chim ưng từ xa bay đến, lao vun vút về hướng binh lính La Mã. Tiếp đó khắp bốn phương tám hướng xuất hiện bốn đội quân. Bọn họ là người 36 nước từng được Hoắc An giúp đỡ. 36 nước khí thế bừng bừng xông vào đội quân La Mã. Tiberius không hề hoang mang, chỉ huy quân đội ứng chiến từ bốn phía. Người Nam Hung và người La Mã đều là những dân tộc hung hãn. Sức chiến đấu của họ mạnh mẽ khác thường. Tuy 36 nước đều là những chiến binh thiện chiến,
nhưng đối diện với 10 vạn đại binh, chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Rất nhiều đại tướng đều chết dưới kiếm của người La Mã. Lúc này phía xa có một đội quân cưỡi ngựa chạy đến. Bọn họ là người của An Tức Quốc. Hóa ra quốc vương sớm đã biết Tiberius không phải loại tốt đẹp gì. Khi An Tức Quốc ký hiệp định hòa bình vì tiểu hoàng tử, điều kiện trong hiệp định là chỉ cần hoàng tử bị thương thì An Tức Quốc sẽ tấn công Tiberius. Ván cờ này vốn dĩ Tiberius đánh hay đến mức gần như không sơ hở. Nhưng Hoắc An đã trở thành đối thủ nặng ký nhất của hắn ta. Hoắc An vì muốn giúp Lucius trả thù nên muốn quyết đấu với Tiberius. Trước đó Hoắc An đã bị trọng thương, nhưng sức chiến đấu của anh vẫn vô cùng đáng sợ. Lần đầu giao chiến, bị Tiberius nhẹ nhàng đánh ngã ra đất. Cuối cùng Hoắc An bị hắn đánh cho không còn sức chống trả. Tiberius muốn giết chết Hoắc An trước mặt đại quân. Trước khi chết, Hoắc An nhớ đến Lucius, chớp mắt cơ thể tràn đầy sức chiến đấu, dùng dao vàng chặn được tay của Tiberius, sau đó vung dao chém đứt cổ hắn. Tiberius có sự kiêu ngạo của mình, anh ta không muốn chết trong tay kẻ khác nên đã tự kết liễu. An Tức Quốc dựng một tấm biển vàng ở nhạn môn quan, hóa địch cộng tồn. Hán Tuyên Đế cảm động bởi câu chuyện của chiến sĩ La Mã nên dùng tên của hoàng tử đặt cho tòa thành cổ đó. Kiếm Rồng được cải biên từ sự kiện lịch sử có thật, nhưng dù sao phim cũng vẫn chỉ là phim. Vậy thì các bạn cho rằng thực lực của quân đội La Mã cổ đại so với thực lực quân sự của triều Hán, bên nào sẽ lợi hại hơn? Hãy cho bọn mình biết ở dưới phần bình luận nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.